Minh cũng như các thành viên nhà ATY đang đến tham dự buổi lễ sơ kết của chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ Việt Nam Teen Leader năm 2015. Kính thưa quý vị phụ huynh cũng như là tất cả các ATY thân mến, trải qua 14 ngày vừa qua thì có thể nói đây là một trong những kỳ Teen Leader đặc biệt nhất, gặp gỡ những con người thú vị nhất và có những bài học tuyệt vời nhất. Chính vì vậy mà ngày hôm nay trong buổi lễ sơ kết, trước khi các nhóm lên đường để bắt đầu đi trải nghiệm ở Việt Nam cũng như đi Nhật, thì các thành viên TL cũng có những món quà tinh thần, những thành quả trong suốt quá trình cố gắng và nghiên cứu học tập của tất cả 40 thành viên TL trong thời gian vừa qua. Và để mở đầu cho buổi lễ sơ kết ngày hôm nay thì xin mời quý vị phụ huynh cũng như tất cả các thành viên ATY, chúng ta sẽ đến với bầu không khí hào hùng của những người con đất Việt thông qua bài dân vũ Uy Vũ. Một bài dân vũ với ý nghĩa cầu mong cho mưa thuận gió hòa, cầu mong cho những điều may mắn và cũng cầu mong cho hành trình sắp tới của các TL sẽ rất thuận lợi, sẽ rất thành công và mang lại nhiều bài học bổ ích. Đặc biệt là hành trình của các TL 2 đi Nhật sẽ mang những giá trị của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Và sau đây chúng ta hãy cùng chứng kiến màn trình diễn bài dân vũ Uy Vũ của các thành viên Teen Leader 2015.
Vâng, xin cảm ơn phần Dân Vũ mở màn cho buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý phụ huynh cũng như là các thành viên nhà ATY, ngày hôm nay thì cũng là một ngày rất đặc biệt bởi vì đến tham dự buổi lễ sơ kết TL của chúng ta. Cũng xin trân trọng giới thiệu những vị khách mời rất tuyệt vời. Đầu tiên, đó là một người thầy, một bậc guru của thế giới, một chuyên gia về động lực và đã dành vài ngày vừa qua để dạy cho rất nhiều học trò của ATY cũng như chia sẻ với quý phụ huynh những bí quyết về làm sao để trở thành những bậc phụ huynh tốt nhất. We would like, it's our honor to welcome here Dr. Francis Xavier. Thầy Francis Xavier từ Ấn Độ. Yes. Và thầy Francis Xavier cũng sẽ có vài lời phát biểu với quý phụ huynh cũng như các thành viên ATY đang có mặt tại đây. I'm taken by surprise that I never knew that I have to give you a talk. However, see, as soon as I landed Vietnam airport, I found a very, very warm and wonderful reception. I tell you, the people here are extremely hospitable and very nice to deal with. You know, before I came here, I wanted to know about Vietnam. One man from India, he came here, he worked for 3 years. Then I told him, I am going to Vietnam. What could be the type of the people I meet with? He said, they really love Indians and they are very hospitable and extremely good people you can deal with. You will really enjoy your stay in Vietnam, particularly Ho Minh City. And that proves to be accurately correct. Và thầy Xavier chia sẻ rằng ngay khi đặt chân xuống Việt Nam thì thầy đã cảm nhận được một cái sự nồng ấm, một cái sự nhiệt tình của người dân Việt Nam và sự đón tiếp của Việt Nam dành cho thầy. Và trước khi tới Việt Nam thì thầy cũng lo lắng, thầy cũng hỏi thăm, đồng thời là hỏi thăm một người bạn đồng nghiệp của thầy đã từng làm việc ở Việt Nam 3 năm thì thầy đã được nghe chia sẻ rằng người Việt Nam rất là yêu thích những người đến từ Ấn Độ và đồng thời cũng rất thân thiện, rất nhiệt tình. Và Việt Nam là một nơi rất là tuyệt vời. Và khi tới đây thì thầy cảm thấy đó đúng là cái điều hoàn toàn chính xác. Yes. I never thought about making a trip to Vietnam. All of a sudden, I received an email from Mr. Nathan telling me, you are an internationally reputed trainer and author. We want to invite you. I was wondering how this man came to know about me. Then I sent him an email asking him, how did you know anything about me? Then he said, whenever I browsed the net, the internet, I found your name appearing on many, many places. I have written several books published by internationally reputed publishers. That is why he was able to find my name on many, many counts. Then when I came here, Mr. Yong, the head of this ATY, told me he purchased one of my books. He read the books. He was extremely happy with the book. Then he wanted to see the author of the book. Then he might have instructed him to find out whether it is possible for them to get me here to Vietnam. That is how he started sending letters. In that context, I'm really extremely thankful to these two people. One is Mr. Yong, who is the head of this institution, and another one, his able and efficient assistant, Mr. Nathan. Thầy Xavier cũng kể về cơ duyên mà thầy đến được với ATY, đến được với Việt Nam.
đó là trong một lần tình cờ thì thầy Nguyễn Thành Nhân đã đọc được cuốn sách của thầy Xavier khi mà mua được nó online. Và bởi vì thầy Nhân cảm thấy rất ấn tượng với phương pháp kể chuyện cũng như là những bài học mà thầy Xavier gửi gắm qua cuốn sách, và thầy Nhân quyết định là phải tìm ra được thầy Xavier cũng như là mời được thầy đến Việt Nam nếu như có thể. Và chính vì vậy mà ATY đã bước vào một hành trình tìm kiếm, và thật may mắn là đã tìm được thông tin của thầy. Và sau một thời gian cũng tương đối dài, khoảng 3 tháng email qua lại và cũng trao đổi rất là nhiều, thì đã mời được thầy Xavier đến đây để mà chia sẻ trong 3 ngày vừa qua đối với lớp Phát triển Động lực 1, và đã giúp cho các thành viên của lớp có một cái sự phát triển rất là đặc biệt mà quý vị phụ huynh có thể chứng kiến, đặc biệt là những bạn mà đã hoàn thành về cái phần phát triển trí nhớ của thầy. Đồng thời ngày hôm qua thì thầy cũng đã có một buổi chia sẻ cho các phụ huynh rất là tuyệt vời, và thầy cũng muốn gửi một lời cảm ơn một lần nữa đến thầy Nguyễn Thành Nhân cũng như tập thể ATY. When I conducted the program for the students, your children, I was really surprised their ability to grasp and understand. Normally, I conduct 24 hours of program for the students, but for them, the time given to me is half of that. Within that short spell of time, they were able to, they are very intelligent. There is absolutely, you don't need to worry about anything about your own children. The ability, you know, whether you are aware of it or not, I will tell you what they have done in my program. You give 50 digits, 34, 45, 87, 28, 99, 45, 22, 17, they were able to reproduce all these numbers within a short spell of time, much better than what I experienced with Indian students. They are really very brilliant. Only the thing is, they may not be able to understand. English is the main thing, but that is only a communication tool. But the inherent intelligence is that matters. Và thông qua 3 ngày giảng dạy cho lớp Phát triển Động lực cũng như là Teen Leader, thì thầy Xavier đã có 24 giờ đồng hồ làm việc với các em, và thầy dành một lời khen tặng rất lớn dành cho tất cả các thành viên đã tham gia lớp, bởi vì thầy cảm thấy rằng học sinh Việt Nam thực sự rất thông minh. Với một khoảng thời gian ngắn là 24 giờ như vậy mà các em đã có thể hoàn thành một mức độ khá cao của các bài tập của thầy, đó là ghi nhớ được 50 con số khác nhau theo một thứ tự. Và quý phụ huynh đã có các bé đã tham gia chương trình thì có thể về kiểm tra lại khả năng này của các em. Và thậm chí là thầy cảm thấy rằng cái tốc độ học của các em còn nhanh hơn rất nhiều so với những học sinh của thầy ở Ấn Độ nữa. Và thầy cũng cảm thấy rằng tiếng Anh của các em rất là tốt, và không chỉ là lắng nghe mà còn có khả năng giao tiếp ngược lại. Và đó là cái điều mà thầy cảm thấy rất là tuyệt vời khi giảng dạy ở đây. Okay. Yesterday I gave a talk for 2 hours to the parents. But now I find new faces. The people who attended the program, and many more people I could see. A few words to the parents, how to bring up their children, I will tell and conclude my talk. Children are our real asset. Our real asset. Asset means the building is an asset. Bank balance is an asset. The car that we have is an asset. The real asset is our own children, because we produced our children. They are the product of our own effort. That is why only one thing, appreciate your children. Show genuine love and affection to the children. We have the love and affection inside, but externally we have to show affection all the time. Motivate them, inspire them, tell them that you are great, tell them that you are, that they are genius, tell them that they are capable of achieving something really great and outstanding in life. When we tell them constantly, continuously,
this kind of an input in their brain, one day they will become something really great. That is what I did with my children. I have 3 children. 2 boys, 1 girl. All the time I tell, you are intelligent. You are marvelous. You are a genius. You can do wonders. You can do marvels in your life. Go on, I used to tell them. And today, fortunately, they are all in good places. My first son is a doctor, MBBS, MD, MS. Today, he is a professor and head of the department of 2 departments in a medical college. My second son is an expert in multimedia, went to Singapore because of his ability, he got the citizenship of Singapore. Third daughter, she took English literature. First year, second year, MA, she secured first class, first rank. Recently, she got her PhD also. This is the way we have to bring up our children. Constantly tell them, you are great, you are marvelous, you are genius. Tell them again and again. It gets into their mind. One day they will become really great. Và trong cái buổi nói chuyện ngắn ngày hôm nay, trong buổi lễ này, thì thầy cũng muốn chia sẻ lại một vài điều căn bản mà thầy đã chia sẻ với quý phụ huynh trong buổi giảng 2 tiếng ngày hôm qua. Đó là quý phụ huynh nên xem những đứa con của mình là những tài sản quý giá, những tài sản thực sự và là những tài sản quan trọng nhất của cuộc đời mình. Và đó là những món quà của trời dành cho quý phụ huynh. Đồng thời là để cho đứa con phát triển tốt nhất thì hãy luôn luôn khuyến khích, hãy luôn luôn động viên, hãy luôn luôn khen ngợi những thành quả của con dù là nhỏ nhất. Và đồng thời cho con một niềm tin rằng đứa con của mình rất tài năng, rất giỏi và có thể làm được rất nhiều điều. Đó là phương pháp mà thầy đã dạy dỗ những đứa con của thầy. Và cả 3 đứa con của thầy đều rất thành công, với người con trai lớn hiện nay đang là một bác sĩ, đồng thời có trong tay 3 bằng thạc sĩ và là giáo sư ở một trường đại học y rất là nổi tiếng ở Canada, đồng thời cũng là trưởng của một cái khoa trong trường đấy. Về người con thứ 2 của thầy cũng là chuyên gia trong lĩnh vực multimedia và anh ta giỏi tới nỗi là lấy được quốc tịch của Singapore, bởi vì quốc tịch Singapore rất là khó và những người phải thực sự giỏi và đóng góp rất tốt cho đất nước đó thì mới được nhập quốc tịch. Và người con gái thứ 3 của thầy thì cũng đã lấy được bằng tiến sĩ ở trong lĩnh vực của mình, là lĩnh vực về ngữ văn Anh và giảng dạy tiếng Anh. Và thầy cảm thấy rằng cái phương pháp giáo dục đó sẽ rất là tuyệt vời, phát huy hết được tiềm năng của đứa trẻ. Okay, now I conclude. You are all anxious to see the performance of your children. I don't want to give you a long talk, except last but not the least. I have developed great admiration to the person behind this, Mr. Yong. He is doing a great service to the youngsters. Teenagers, the most difficult part in our life is teenage. They are neither too small nor too big. This is transforming age. This is the age they develop. This is the same age they become bad also. Either they become good or bad. He is doing a great service. And he has got a wonderful assistant, very able person. With these 2 people, you can comfortably entrust your children with these 2 people, and your children will be really great in course of time. With this, let me conclude. Thank you very much. Và thầy sẽ đưa gửi gắm điều cuối cùng, đó là độ tuổi teen là độ tuổi mà khó khăn nhất đối với mỗi con người, đặc biệt là trong quá trình phát triển của một đứa trẻ. Và chính vì vậy mà ở trong độ tuổi teen thì quý phụ huynh lựa chọn cho các em tham gia những chương trình huấn luyện của ATY, đó sẽ là một điều kiện rất là tốt. Và đồng thời thì với sự nhiệt tình của thầy Nhân cũng như là với kinh nghiệm của đội ngũ ATY thì thầy Xavier cảm thấy rằng những đứa trẻ được học tập ở đây sẽ là những điều rất tuyệt vời và sẽ trưởng thành rất là nhanh. Và đó là cái điều mà thầy Xavier cũng muốn chúc mừng quý phụ huynh.
trong cái việc đã tìm được một nơi rất là tốt dành cho con mình. Và thầy muốn gửi lời cảm ơn rất là nhiều đến quý phụ huynh. Và bây giờ thì cũng xin mời quý phụ huynh tiếp tục theo dõi những phần thể hiện tiếp theo của các thành viên Team Leader. Yes. Thank you. Và cũng một tin mừng khác dành cho cả nhà TL, đặc biệt là TL1, đó là trong buổi trình diễn ngày hôm nay của mọi người cũng có hai người thầy đã rèn luyện mọi người rất nhiều, đặc biệt về mặt thể lực và cũng như tinh thần ý chí. Đó là thầy Dũng và thầy Tuệ đã dạy mọi người rất là nhiều về Vô Vi Nam, đúng không ạ? Mong lần lát được thì cả nhà TL sẽ thể hiện là tốt để cảm ơn hai thầy. Và tất nhiên chúng ta cũng không thể không kể đến sự có mặt của thầy Nguyễn Thành Nhân, người chủ nhiệm của toàn bộ chương trình. Và sau đây để tiếp tục chương trình thì xin mời quý phụ huynh, các thành viên ATY sẽ cùng đến với những hoạt động rất bình thường của TL trong giai đoạn 1, đó là những ngày trải nghiệm, những ngày thực tế và thực hiện dự án ở bên ngoài. Và không biết rằng những chuyện gì đã xảy ra trong những ngày đấy thì chúng ta sẽ đến với phần Morning Call của tập thể TL. Xin giải thích thêm, Morning Call là một dạng bản tin mà các bạn tổng hợp lại những sự kiện thú vị diễn ra trong ngày ạ. Kính thưa bố mẹ và các bạn, sau đây là phần tin tức buổi tối của đài truyền hình ATY với hai MC là Nguyễn Minh Thành và Đậu Khắc Hồng Minh của nhóm 3. Vâng, vì một số lý do kỹ thuật, cụ thể nguyên nhân là do hai MC ngủ muộn, ngủ gật, ngủ lờ đờ và cuối cùng là ngủ quên. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bản tin chào buổi đã chiều và chuẩn bị chào buổi tối của đài truyền hình Teen Leader. Kính thưa quý vị và các bạn, tình hình gần đây nói chung cũng ổn, heo vẫn tăng trọng, vẫn lên ký đều đều. Tối heo vẫn giới nghiêm lúc 10 giờ và thức dậy lúc 6 giờ 15 sáng. Sau đó heo vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động bình thường như ăn sáng, leo tường, leo lưới, vân vân. Sau đó sản lượng thức ăn tăng trọng cho heo vẫn sản xuất đều đều, thịt heo không có bị nguy cơ đại hạ giá như thịt của anh Hiếu Mập. Xin lỗi, một giây phút nhầm nhở và vô ý tứ của MC đã cầm nhầm một tí, đọc nhầm nhiều tí của bản tin nông nghiệp ngày hôm kia. Lộn thôi mà, làm lại. Vâng, và sau đây mới là bản tin chính thức của chúng ta ngày hôm nay. Bản tin chào buổi đã qua mém chiều, chào buổi đã chiều và chuẩn bị chào buổi tối. Tèn tèn tèn, và hãy cho một tràng pháo tay. Lưu ý, bản tin này không dành cho trẻ em trên 16 tuổi. Phụ nữ không mang thai, các cụ già vẫn còn đang lực lưỡng. Vì tính chất nhạy cảm và đụng chạm, người xem cần tham khảo thêm ý kiến của bố mẹ, ban tổ chức và đặc để tránh những hành động quá khích. Và đặc biệt yêu cầu giày dép phải đổi nguyên đôi để tránh tình trạng thất lạc trên sân khấu bị ném và làm ảnh hưởng đến nhan sắc và sắc đẹp của hai em MC. Kính thưa quý bạn và các vị, mở đầu bản tin ngày hôm nay là bản tin về chăm sóc sức khỏe và mẹ trẻ sơ sinh và chuyên mục dạy con hay thế nhỉ? Xuyên thế kỷ. Chúng tôi xin được công bố một phương pháp được phổ cập kiến thức mới dành cho độ tuổi mẫu giáo do giáo sĩ tiến sư Võ Hoàng Nam đã vô tình bật mí trong một lần TL tham gia trải nghiệm cùng trường mẫu giáo ATY. Đi nào con. Trời ơi. Ôi, con thấy con sư tử kia không? Đẹp không con? Dạ, con sư tử hả? Đúng rồi. Đẹp quá chú ơi. Mà con sư tử đẹp vậy mà nó sống ở đâu rồi chú? Sư tử, nó sống ở Savan đó con. Dạ, Savan là cái gì vậy chú? Savan hả? Con có biết cát không? Dạ biết. Rồi, con tưởng tượng nhé. Một nơi có thật nhiều cát, người ta sẽ gọi là sa mạc. Ở giữa sa mạc mọc lên một cái cây thì người ta gọi đó là sa van. Con hiểu không? Dạ thôi chú ơi, thì bây giờ chắc con đi chơi với bạn nha chú. Chú đừng theo con nha chú, tạm biệt chú. Ê con ra chào khán giả con.
tập thành một kịch bản phim truyền hình dài tập. Tin chắc có thể cạnh tranh về độ dày vò và hãi hùng với bộ phim Cô Dâu 8 Tuổi đang được trình chiếu trên thế giới. Và nhờ phát hiện này, ta càng cảm thấy hân hoan hơn khi nhận ra rằng có lẽ nào Phan Thiết cũng có sự tưởng chăng. Kính thưa quý vị khán giả, nếu muốn liên hệ về tổng đài, nhớ bấm phím 1 để chọn chương trình Bà Tám Đêm Khuya dành cho người lớn. Bấm phím 2 dành cho chương trình Chích Chòe dành cho độ tuổi mầm non. 88 nhiều nhiều, tốn tiền bạn nhé. Mọi gạch đá và dì dép vui lòng đóng gói và phát thanh về đài phát thanh của chúng tôi. Còn địa chỉ liên lạc vui lòng lên Google Search. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Kính thưa phụ huynh, đó là những tin tức tổng hợp từ một ngày trải nghiệm ở mầm non của TL2. Đồng thời thì đối với TL1 cũng có một ngày rất thú vị. Và ngày đó của TL1 đã làm gì, những chuyện gì đã diễn ra, thì xin mời quý phụ huynh sẽ tiếp tục theo dõi một phần. Đó là phần góc nhìn TL, cũng là một hoạt động rất quen thuộc hàng ngày của các em thôi. Tổng hợp là những gì đã xảy ra trong ngày của mình. Và hôm nay sẽ là một góc nhìn TL rất đặc biệt vì nó diễn ra ngay trên sân khấu sau đây. Hoan chào đón ba mẹ và các bạn đã đến dự buổi lễ sơ kết TL chúng mình. Và chỉ qua 14 ngày thôi, nhưng mọi người và các bạn trong lớp TL đều học được rất nhiều bài học quý giá từ thầy Xavier, từ thầy Kevin Nguyễn và các thầy khác. Và mình cũng đã trải nghiệm rất nhiều, đã đi thực tế rất nhiều. Và có lẽ nhóm mình chỉ thích trải nghiệm nên đã chọn ngày tuyệt vời nhất trong tất cả những ngày trải nghiệm, đó chính là ngày đối thoại trong bóng tối. Và sau đây ngày trải nghiệm trong bóng tối của nhóm 1 sẽ được phép bắt đầu. Trời là trời, mặt vệ sinh quá, biết đường đi nhà vệ sinh đâu đây. Làm sao để giải phóng năng lượng thừa này đây? Mắc quá, đau bụng quá đi rồi. Rồi nãy giờ đi vệ sinh đã ghê quá anh Đăng. Trời quá đã, thoải mái thiệt đó chứ. Ê, có ai đâu không? Hình như anh ơi, có ai đâu không? Mắc quá. Ê Tâm, mày coi đâu không? Bạn tao đang giơ tay nè, mày thấy không? Tay này mày thấy tao không? Hình như tụi bay đằng kia đúng không? Đó ơi, ừ đúng rồi đó, tao ở đằng kia, lại đây. Đây mày ơi. Giỏi quá. Mày cần gì vậy? Tao cần đi nhà vệ sinh, tụi bay đi chưa? Hả, đi rồi. Thoải mái lắm. Giờ mày muốn đi vệ sinh đúng không? Ừ, tao mắc lắm rồi. Mày chỉ cần đi vệ sinh thôi đúng không? Ừ, vậy bây giờ mày quẹo lại. Mày cứ đi thẳng là mày quẹo trái. Mày đi thẳng cho tới khi mày quẹo trái được rồi đó. Xin lỗi cô, con không vậy nữa, con xin lỗi cô. Tụi bay đâu rồi? Ủa Tâm, mày sao vậy? Sao tụi bay đâu? Sao có tiếng đàn bà con gái hét vậy? Tao có biết đâu, tụi bay dẫn tao đi đâu vậy? Nghe đồn là tụi lấy nữ á. Trời, đi giờ tao sao? Mày chưa đi được á hả? Chưa. Mày thiệt không á? Thiệt, mắc lắm, không? Chắc chắn lẹ luôn. Chưa được thoải mái luôn. Chưa. Cái chuyện này là cực kỳ quan trọng luôn nha, mày có chắc chắn không? Ừ, chắc chắn mày luôn. Mày chắc đúng không? Ôi, tao đi sao? Chết rồi, tin hết vờ bờ rồi. Và sự thú vị sẽ không ngừng lại ở đó. Chúng tôi không chỉ có những tình huống éo le khi giải quyết vấn đề cá nhân, cả khi ăn uống cũng có những vấn đề riêng của nó. Đúng là một bữa ăn khó nuốt của những học thành viên TL. Để mọi người có thể hình dung được bữa ăn nó như thế nào, xin mời các bạn và ba mẹ và các bạn cùng xem tiếp tiểu phẩm bữa ăn của những người khiếm thị. Giờ ăn đến rồi. Yeah.
gì vậy trời? Quay lại bạn Quy ơi. Như tới giờ rồi đó Quy. Trời em giống như anh nè, em hạnh phúc quá chừng luôn á. ATY, are you hungry? Trời thơm quá anh ơi. Trên bàn có gì đâu thơm, tụi nó đứng phía sau kìa. Anh ơi, em đói quá. Anh làm em ổn mì đi, tay nóng em bớm tới. Bánh mì hả? Bật chăm tất cả cái đỉnh nó. Sao trên bàn có gì vậy trời? Nhưng mà ăn bánh mì không hả? Thiếu bánh tê, ngon gì nữa? Dạ cho em ba tê nha. Đợi để anh kiếm. Ba tê nè. Này đi ba tê. Ba tê không á, khô queo. Ăn xà lách em. Dạ cho em một chút xà lách nha. Để anh kiếm xà lách. Thiệt điểm 10 cho chất lượng.